chấm riệp xua bông bồn tỏ kia ngày nít nhom mọc phơ bài đầm nắp sầm rạp nhâm cho mùi nước xoài tùm cha bằng ai bài đầm nắp xoài tùm hai để biết thôi bài đầm nắp ní bông bồn chừng ngày mệt tên cứ bông bồn ăn nhâm tại cho mùi cái tí đốn gọt chừng ngày đài cha ní chia đầm bồn nó cứ nhom miên lòng co đầm nắp chùm luôn cả lỗ nhom giờ bây giờ tới tam tật bồn tỏ máu nhom miên sần đại bài đang chùm luôn pi khám cha pi rồi gram nhom giờ bây giờ liền tại cái sát bồn tỏ máu nhom giờ bây giờ cha từ linh nhá mong bốn linh đã bay ở chung ngồi cha nhóm linh vi rồi hốt đo có hôm lõ cha có hôm bật bật nẻ hả mong bốn cứ nhóm bật lớn hao dọc sở đại để nhóm ăn linh nâng từ chạy cho mùi lia cho mùi nâng có đây này nhóm cầm bông tới tram nâng á hao nhóm đã tram vi rồi dạp bì màu cha tram rồi hốt đo về ri lõ cha pi màu bay màu ấy ba này bông bồn bên toàn máu này nhom biên phải xoay túng cha lời nâng ba chỉ pi màu chất bay màu ấy bông bồn này nhom tràm nâng á cha giờ lời nâng cứ nhom cho cờ ti đốn cho mình cả bàn lít cha cho từ thùng tẹt thùng muối bên toàn máu nhom đã score sò cha score sò nâng cứ nhom biên chấm nguồn buồn sập riệp bay bông bồn xem mờ từ tam nâng á mà xin chỉ xoay bông bồn phải bông bồn mình thôi score thì tớ cha hai bên tòa mặt tiết cứ nick nhom chạm cô hai nâng sân đại để nhom bàn tram vì nâng châu cha nhom cô chụp mùi nâng khí đồ nâng cha cô vì ao rình tận chẳng bông bồn vì toàn chân này cha vì còn đã rình tận á hai bên tòa mặt tiết cứ nhom dọc về tới chấm hỏi chúng đã chán nắng liệp rain mình thấy đầm bay cái mọi việc sắt hơi chúng chạm ăn có hay năng sơn đại bài năng châu chà rồi hơi chúng đã chầm hồi vía rồi dạp bên mập hay nè tí đầm bay ao bài hay năng sơn đại năng vía chân chà vía chân lỏ chà hơi ní ní chúng thưa khí đốn bông bông vốn sầm rạp sờ pì lử cứ chúng chạm khí đốn hơi nâng tật mà sai cha dùng sai cha lê cho mỗi nâng tật á hơi ní chúng time score bẩn tích ông bẩn bẩn tích đầm bay về miền đồi chiết chính ánh hơi tục vì ở pu bẩn tích tôm ní chúng chạm tật mà sai cha để chúng ăn lì nâng chầu chà đầm bay ở việt nam hơi bật lớn chỉ cả sai bông ồn hơi nơi đây đại dương nhắm cứ dùng chặt xoài tùng nâng tứ cha bông bồn à chặt chặt tơ tam cho nó chặt cha nít nít không chặt bẹp nắng cứ bị sru là bông bồn cha hai dương đua bài đầm nạp tới sau khi đồn bị lừa tới dương nhâm tập cho mùi đồng phải xoay tôm tới cứ thao rút chết chứ ngành mềm tên bông bồn hai chấm bù bài tần áp nắng bông bồn cứ rút chết viết chứ ngành phải chứ ngành mềm tên chúng anh chiên bài tần áp tật tế để dùng dọc màu nhằm cho mùi nó xoài tôm á hơi bông bồn ai nhằm ta cho mùi nâng cái tích đốn của vị trí anh đài bài đầm lại bạp nâng á cha